còn ngoài mồm hơn mình bán hàng. Bảo ông admin kia bỏ cái mở cam lên. Đúng rồi, nếu không mở thì bỏ ra cho anh cát xả đúng không? Đây là em đang chờ anh ấy luôn đây này. Em làm idol đi, em hot, hot idol này. Ok, em sẽ làm idol. Làm như thế nào nhỉ? Tụi em đăng ký cho. Tụi em sẽ đi tìm một người quản lý chân chính nhất để em đăng ký cho chị. Mày đừng mang bán chị nữa nhá. Em sẽ đi bán chị. Nhìn xinh gái như này mà sống trong đôi mắt buồn thì em không dùng Facebook. Chị em nói chung là 600 mắt là nhiều rồi. Tại vì chưa là đăng ký idol ra, đăng ký idol thì chắc nó sẽ hơn. Cái gì? Hay là cái gì đấy? Hôm nay mà sống trong mắt buồn thì em liên quan gì đến 600 với cả 700? Hôm nay chúng tin gì? Cái hiểu chưa? Thôi, chào mọi người. Hoặc là những người biết không đủ nhỉ. Anh inbox em trong tin nhắn nhé.